Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hương nha. Sẽ có một số hoa giấy, một số hoa kiển muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, anh chào Hương. Dạ, em chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái. Thì hôm nay đến với nhà vườn của em thì dẫn lên lại một số mẫu giấy nha quý cô chú anh chị. Dạ, tiếp đến anh vô số 1 nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 60 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 55. Hoành của nó là hoành 24 ạ. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 400 ngàn ạ, bao phí ship toàn quốc không ạ. Đế rất là quái của anh chị em. Thì dạ, đây nó có một cành này nó bị rớt bo ha. Dạ. Này dạ dưa cái tầng dưới này quý anh chị em không thích thì mình cắt bỏ ha. Cây này gồm có rượu vang quý anh chị em. Dạ. Trắng lửa ha. Và đây là ruby, trước mắt là ba màu nha quý anh chị em. Dạ. Trước mắt ba màu. Mã số 1. Đến mã số 2. Một cây cam lửa. Dạ. Cây này có chiều cao là 67. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 270 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Mã số 3. Một cây rượu vang ạ. Cây này có chiều cao là 97 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 70. Hoành em đo được là hoành 18 ạ. À. Nôm đấy cao ạ. À. Cây này em giao lưu với chú anh chị là 380 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc nha quý chú anh chị. Mã số 3. Mã số 4. Cây tím bóng nha quý chú anh chị. Cây này có chiều cao là 75. Tán ngang của nó là được 65 nha quý chú anh chị. Hoành của nó là hoành 13. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 260 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 5. Dạ, cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là được 80 nha quý cô chú anh chị. Hoành 17 ạ. À. Cây đỏ lửa đang dạ, full búp luôn chị. Cây này có chiều cao là cây này có giá là 280 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc không nha quý cô chú anh chị. Mã số 5, đỏ lửa. Mã số 6, cây cam lửa. Cây này có chiều cao là 77, tán ngang của nó là được 80. Hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 270 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc không ạ. Mã số 7. Cây tiếng hát nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này có chiều cao là 80. Tán ngang của nó là được 90 luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo được ở đây là hoành 24 luôn ạ. À. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 400 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Không toàn dày đặc quý anh chị em. Mã số 8. Rượu vang nha quý cô chú anh chị. Dòng này rất là sai hoa nha quý anh chị em. Cây này có chiều cao là 57. Tán ngang của nó là 60. Hoành 12 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 220 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 9. Một cây violet. Cây này có chiều cao là 73, tán ngang của nó là được 80. Hoành của nó là hoành 12 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 220 ngàn ạ, à, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì nó có một lớp như vậy này nha quý cô chú anh chị. Em thanh lý ạ. Về mình lấy bo anh chị em. Tiếp theo. Mã số 10. Ok, cam lửa. Đang phun lửa luôn anh chị em. Dạ. Cây này có chiều cao là 83. Tán ngang của nó là 70. Hoành 13 nha quý cô chú anh chị.
Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 250.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 11 em sẽ giảm sạch tiếng siêu bông nha quý cô chú anh chị. Một cốt phơm tàn đặc. Dạ, cây này có chiều cao là 75. Tán ngang của nó là được 60. Hoành. Hoành em đo được là hoành 13. Dạ, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 280.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã 12. Cây này có chắc 3 lần nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 1m luôn. Tán ngang của nó là được 80. Hoành của nó là được hoành 15 ạ. Dạ thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 400.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây này gồm có cam lửa, trắng lửa nè quý anh chị em. Dạ. Ruby tím lửa ha. Dạ. Và cái thân nó hơi bị tróc da do cái vận chuyển phôi á. Dạ. Bị một bên nè. Mã số 13. Cây cam lửa. Dạ. Cây này có chiều cao là 77 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 70. Hoành của nó là hoành 11 ạ. À. Dạ cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị 250.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 14. Cây ru vang à. Dạ. Cây này có chiều cao là 60 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 55. Hoành em đo được là hoành 12 ạ. À. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Ừ. Mã số 15. Cây chín bóm nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn dây đặc quý anh chị. Cây này có chiều cao là 87 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 85 luôn. Hoành. Hoành em đó đây là hoành 16 ạ. À. Dạ cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 390.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 16. Chiều cao là 1m luôn nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 70. Hoành. Hoành 14 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này giao đi 280.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn. Okay. Một cây tím bướm một cốt anh chị em. Chiều cao là được 85. Tán ngang của nó là được 60 nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo được là hoành 12 ạ. À. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 260.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 18. Cam lửa. Phơm tròn đặc à. Có chiều cao là 75. Tán ngang của nó là được 70. Hoành của nó là hoành 13. Dạ cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị 250.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 19. Mã số đẹp cây cũng đẹp luôn quý anh chị. Cây nhiều màu. Cây này có chiều cao là 75. Tán ngang của nó là được 70. Hoành em đo vị trí này là được 20 nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 390.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây này gồm có thứ nhất là dưa hấu nè quý anh chị em. Red pizza là 2, tím bướm là 3, rượu vang là 4, tím tuyết là 5. Một cây tím bướm à. Cây này có chiều cao là
76 nha Vũ, chứ được. Sáng ngang của nó là 58 luôn. Hoành, hoành em đo ở đây là hoành 10 ạ. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 280.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã 21 hay Vũ Tây. Cây này có chiều cao là 59, sáng ngang của nó là 65. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 200.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 23 cây đỏ lưỡi. Cây này có chiều cao là 75, đáng ngang của nó là được 80. Hoành, hoành 12 nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 220.000 ạ. Báo phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 24 cây nhiều màu nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 78, tán ngang của nó là 80. Hoành, hoành em đo vị trí này là được hoành 22 luôn ạ. Dạ, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 380.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này gồm có red visa, tím tuyết là 2, tím mướm là 3, dưa hấu là 4, rượu vang là 5 quý anh chị em. Dạ. Tiếp tục vẫn là tím mướm ạ. Cây này có chiều cao là 75, tán ngang của nó là 60. Hoành của nó là hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 270.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Số 25 nha quý cô chú anh chị. Tiếp đến số 26. Một cây cam lửa phơm tròn và to. Dạ. Cây này có chiều cao là 90 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 85 luôn. Hoành, hoành em đo được là hoành 18 ạ. Thì cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 450.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 27. Một cây tím bướm cái phơm tròn xoe luôn anh chị em. Dạ, cây này có chiều cao là 78 nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 65. Hoành, một cốt à. Dạ, hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 27 nha em giao lưu với cô chú anh chị là 270.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn chị. Một cây cam lửa tiếp theo. Dạ, tiếp đến mã số 28 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này có chiều cao là 85, tán ngang của nó là 90. Hoành của nó là hoành 15 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 330.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 28 cam lửa nha quý cô chú anh chị. Tiếp đến mã số 29. Rồi một cặp quý anh chị. Dạ, một cặp phụng hoàng lửa nha quý cô chú anh chị. Số 29. Cặp này về là chơi Tết à. Dạ. Cây này có chiều cao là 65, tán ngang của nó là được 40. Hoành là được hoành 10 nha quý cô chú anh chị. Còn cây bên đây có chiều cao là 50, tán ngang của nó là được 40 luôn ạ. Hoành của nó là hoành 10 luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cặp này em giao lưu với cô chú anh chị là 280.000 ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Gồm một cặp 280.000. Mã số 30 cũng là một cặp phụng hoàng lửa luôn nha quý cô chú anh chị. Số 30. Dòng này hoa rất là sáng luôn nha. Dạ.
thì cây này có chiều cao là 50 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 55. Hoành 10 luôn ạ. Cây bên đây có chiều cao là 53. Tán ngang của nó là được 45. Hoành của nó là hoành 10 luôn ạ. Thì cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là vẫn là 280.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 31. Cây mỹ cam. Cây thân chậu quý anh chị em. Dạ. Phơm tròn à. Cây này có chiều cao là 89 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 75. Thoát thân của nó là được 45 ạ. Hoành của nó là được hoành 13 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 32. Cây mai thái màu đỏ cam à. Dạ. Cây này có chiều cao là được 1m1 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là được 80. Hoành của nó là hoành 12 ạ. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 280.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 32. Tiếp đến mã số 33. Cây pháp, đỏ pháp nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây này có chiều cao là 85. Tán ngang của nó là 70. Hoành của nó là hoành 9 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 230.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Cây này đã thuần chậu rồi nha quý cô chú anh chị. Mã số 34. Một cây hồng phấn lá trung siêu bông. Dạ. Cây này có chiều cao là 60. Tán ngang của nó là được 65 luôn. Hoành của nó là hoành 11 ạ. Thoát thân của nó là được 15 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em cũng đã thần chậu rồi nha. Cây này có giá là 200.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 35. Cây vàng nghệ lá thái của anh chị em. Cây này có chiều cao là 50 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 45. Hoành 8 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 140.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 36. Cây vàng này non nha quý cô chú anh chị. Vàng đài loan, hoa màu vàng chanh rất là sáng quý anh chị em. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là được 60. Thoát thân của nó em đo được là 35 luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo ở đây là được hoành 8 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 190.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 37. Rồi một cặp á. Dạ, một cặp mai thái màu đỏ nhung nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là được 50 nha quý cô chú anh chị. Hoành của nó là hoành 8 nha. Thì cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 240.000 à, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 38. Gồm combo 3 chậu anh chị em. Dạ. 3 chậu màu hot nha quý cô chú anh chị. Thì cây này có chiều cao là 40. Tán ngang của nó là được 45. Hoành 5 nha quý cô chú anh chị. Thì combo 3 chậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 350.000 ạ, bao phí ship toàn quốc ạ. Gồm màu đỏ nhung nè, màu hồng và màu xanh minor nha quý cô chú anh chị. Ba màu này thì nó đang hot nha quý cô chú anh chị, hot á. Mã số 39. Gồm một cặp. Dạ. Màu đỏ nhung. Màu này thì rất là chuộng. Dạ. Cây này có chiều cao là 35. Tán ngang của nó là được 33. Hoành 4 nha quý cô chú anh chị. Thì cây này cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 320.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị.
số 40, cặp lửa hổ. Thì cây này có chiều cao là 35, tán ngang của nó là được 30. Thì một chậu như vậy gồm 3 đến 4 con nha quý cô chú anh chị. Thì cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 160.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Mà số 41. Cẩm tú cầu anh chị. Cẩm tú cầu. Cây này cây màu bông nó lên màu hồng nha quý cô chú anh chị. Tại giác này đang quay trời nắng xíu. Cây này có chiều cao là 70. Tán ngang của nó là được 45. Chậu này thì em thấy là từ 6 tới 7 con trở lên nha quý cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này được trồng thuần ở Sa Đéc luôn anh chị em, mình yên tâm ha. Về mình có thể đặt ra đất rồi nó lên phượt cao nha quý anh chị em. Dạ. Mã số mấy đây? Mã số 42. 42. Cẩm tú cầu nha, cây này thì nó màu xanh nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 68, tán ngang của nó là 40. Thì cây này cũng gồm 5 đến 7 con nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà cây này là màu xanh, em giao lưu với quý cô chú anh chị là 180.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Số 43. Tùng thơm nha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 44, tán ngang của nó là được 20. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 140.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Số 44. Phôi mai trắng thỉ lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Thì cây này có chiều cao là 24. Để chạy tới vậy dạ. Chị em. Hoành ở đây là được. Hoành 18 ạ. Còn dưới đây thì được là 34 nha quý cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 400.000 ạ, bao phí ship toàn quốc ạ. Cây xử lý rồi. Dạ. Cạp hết rồi. Giờ quý anh chị em mình xử lý keo. Số 45. Rồi một cặp cúc đồng tiền của anh chị em. Thì cây này có chiều cao là được 45 nha quý cô chú anh chị. Hai màu, màu đỏ và màu cam. Màu đỏ và màu cam. Thì chậu gì gồm 3 đến 4 con nha quý cô chú anh chị. Và cây này thì cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 330.000 ạ, bao phí ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Ở 230.000 ạ, bao phí ship toàn quốc ạ. Em báo nhầm nha quý cô chú anh chị. Dạ đây cũng là mã số clip, em mong quý cô chú anh chị xem đến clip để ủng hộ em ạ. Dạ em cảm ơn quý cô chú anh chị. Và đặc biệt thì nguồn hoa cúc đồng tiền này có sỉ nha quý anh chị em, vườn rất là nhiều ha. Thì quý anh chị em nào cần nguồn Tết thì cứ liên hệ nha. Phát Thái Việt xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn em Ngọc Hương nha.